cảnh hoang lạnh tại siêu dự án Coco Bay Đà Nẵng. Từng là siêu dự án đình đám, tổ hợp du lịch và giải trí Coco Bay Đà Nẵng đang rơi vào cảnh đắp chiếu, nhiều hạng mục thi công dang dở bỏ hoang. Tổ hợp du lịch và giải trí Coco Bay Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô, tập đoàn Impact, được khởi công vào tháng 6 năm 2016 tại khu vực ven biển Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Dự án có tổng vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 31 ha. Tọa lạc tại vị trí giáp ranh Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tổ hợp sở hữu mặt tiền biển. Dự án được giới thiệu là tổ hợp du lịch và giải trí với nhiều hạng mục như sân khấu biểu diễn trong nhà, sân khấu biểu diễn ngoài trời, quảng trường du lịch, tuyến phố đi bộ cùng hệ thống lưu trú Condotel và khách sạn boutique. Siêu dự án này đã hoàn thiện một phần, trong đó có các hạng mục căn hộ khách sạn Condotel cùng nhiều hạng mục phục vụ giải trí, nghỉ dưỡng khác, đưa vào khai thác từ năm 2017. Đến năm 2019 thì siêu dự án này vỡ trận ở phân khúc Condotel sau khi có thông báo chấm dứt việc chi trả lợi nhuận cam kết lên tới 12% một năm như đã ký với khách hàng. Hiện nay dự án rơi vào tình trạng đắp chiếu, nhiều hạng mục đang thi công dang dở bỏ hoang, các hạng mục đã hoàn thiện thì đóng cửa. Nhiều dãy nhà thuộc dự án xây dựng dở dang bỏ không nhiều năm, sắt thép hoen rỉ, khung cảnh trở nên hoang tàn. Cỏ dại mọc tùm trở thành nơi trú ngụ của rắn rết, chuột bọ. Tổ hợp nhà cao tầng hoàn thiện phần bên ngoài nhưng bỏ không thời gian dài nên đang xuống cấp. Vật liệu xây dựng bỏ lại ngổn ngang sau khi nhà thầu rút đi. Siêu dự án đình đám này từng được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế du lịch của thành phố Đà Nẵng, giờ trong cảnh hoang tàn. Một cánh cổng chính nằm trên tuyến đường Trường Sa được chủ đầu tư dùng tôn đóng kín, phía trong trở thành nơi tập kết các loại vật liệu xây dựng, đồ dùng, sắt thép hư hỏng, vứt ngổn ngang.